Dạ vâng, Lê Trung xin kính chào toàn thể quý ông bà, cô chú và anh chị. Dạ đầu video thì cũng cho phép Lê Trung xin kính chúc cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Thì quý ông bà, cô chú, anh chị ơi, để tiếp nối với những cái video mà Lê Trung chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình về những cái câu chuyện tâm linh, về những cái căn nhà hoang, về những cái khu rừng, về những cái khu nghĩa địa có phong linh, phong quỷ, yêu quái, yêu tinh đang trú ẩn để tu luyện cả nhà. Thì ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục chia sẻ đến quý ông bà, cô chú, anh chị của mình thêm một cái video nữa. Thì ở trên cái video ngày hôm nay Lê Trung lại tiếp tục đến một đoạn sông cả nhà. Thì cái sông này bề ngang nó cũng tương đối, nó cũng khá rộng, bề ngang nó tầm khoảng 40-50 mét đó cả nhà. Thì Lê Trung đến cái đoạn sông này cũng vậy vì một cái lý do. Ngày hôm nay thì trên đường Lê Trung đi về quê đó cả nhà, thì Lê Trung có đi ngang cái đoạn đường ở phía ngoài này. Lê Trung có tạt vào trong một cái quán cà phê để mà ngồi uống cà phê nghỉ mệt rồi chạy về nhà đó cả nhà. Thì Lê Trung loáng thoáng Lê Trung nghe những cái người vào trong quán cà phê để mà uống nước á, thì người ta nói là có một cái ông chú, ông cũng khoảng năm mấy 60 gì đó, ông đi giữ dịch thuê cho người ta đó cả nhà. Thì khi mà ông giữ dịch thuê mà ông lùa dịch ngang cái đoạn kinh này, cái đoạn sông này nè, thì ông mới kiểu như là ông đứng ở trên bờ, ông nhìn xuống dưới sông á, thì ông thấy thù lù ra hai cái cục nó đen đó, nó đen, thì ông chú cứ nghĩ là có người đang lặn ở dưới sông để mà phá dịch của ông ấy. Thì ông ấy mới bợ một cái khúc cây, ông ấy phang xuống như là cả nhà, phang ngay chốc luôn, nhưng mà nó không trúng hai cái cục đen đó. Thì ông chú này ông ấy mò xuống đi sát lại ngay chỗ cái hai cục đen đó thì nó biến mất. Đó, thì sau khi mà nó biến mất như vậy thì ông chú mới tá quả ra, là ông chú mới là la làng lên, ông chú nói là có ma đó. Rồi thì ông chú đã lùa dịch mà theo cái kiểu như là sợ hãi đó cả nhà, lùa dịch về mà dịch chạy về tới nhà là khi mà vô chuồng rồi á, nó sạc chân hết đâu khoảng gần cả ngàn con đó. Cho nên nó làm rồi sau khi mà ông chú nó về tới nơi mà để nhốt dịch đó, thì ông chú cũng không có nhốt được luôn, tại vì khi lùa về tới rồi là bỏ luôn cho cái người chủ của cái bầy dịch đó lùa, rồi ông chú cũng bỏ luôn đi về nhà đó. Rồi khi mà đi về nhà thì ông chú đã bệnh cả tháng mấy luôn cả nhà, tháng mấy gì đó mới hết đó. Rồi thì sau đó thì ông chú cũng đã bỏ nghề luôn. Thì Lê Trung cũng nghe kể lại như vậy đó, cho nên là ngày hôm nay là hiện tại bây giờ là chắc cũng tầm khoảng 11 giờ mấy 12 giờ rồi, Lê Trung mới quay trở lại cái đoạn sông này. Thì từ hồi nãy Lê Trung đi từ ngoài lộ ngoài kia đi dài vô tới đây, dòng đó tới trển luôn, thì Lê Trung chỉ thấy có chỗ này là có một cái bãi đi xuống để Lê Trung có thể đặt nghi thức và Lê Trung có thể là giao tiếp được với vong linh cho nó an toàn. Chứ còn ở những chỗ đằng kia hoặc là ở đằng phía bên đây á, thì cái dốc lộ nó xuống rất là chuối, cho nên nó Lê Trung không có đặt máy được, cũng như là không có chỗ để đặt nghi thức. Rồi mình có đặt được cái nghi thức á, thì mình cũng rất là khó để mà ngồi để giao tiếp, nó chuối xuống vậy đó nha, ngồi rất khó ngồi đó. Rồi thì bây giờ Lê Trung nói sơ sơ vậy đó để cho cả nhà mình nghe biết được là cái hiện tượng mà nó xuất hiện tại đây là cái gì. Rồi còn bây giờ thì Lê Trung sẽ bắt đầu, Lê Trung đặt cái bàn nghi thức ra và Lê Trung sẽ khấn nguyện xem là ngày hôm nay Lê Trung có duyên được với cái hiện tượng tâm linh mà ông chú này gặp hay không, cũng như là cái hiện tượng tâm linh mà quý ông bà cô chú anh chị ở gần đây kể cho Lê Trung nghe đó cả nhà. Hy vọng rằng thì ngày hôm nay mình cũng sẽ có được cái duyên để gặp những cái vong này, những cái hiện tượng này, không biết là vong ma, vong quỷ hay là yêu tế, hay là ma da nữa. Nhưng mà Lê Trung có hỏi thì những cái hiện tượng đó nó xuất hiện ra như vậy thì nó có hại, làm hại gì bà con mà nó khu vực này hay không, thì cô chú anh chị ở khu vực này nói thì nó không có hại, chưa nghe nó hại người, mà chỉ có một lần duy nhất đó là nó hiện lên khi mà ông chú ông đang lùa bị dịch ngang thôi.
Mà bữa đó thì chỉ có ông chú cũng sợ thôi chứ ha, nghe nói là hai cái hiện tượng đó là cũng không có xuất hiện ra để mà không có làm gì ông chú đó nữa cả nhà. Chỉ xuất hiện ra vậy thôi chứ không có làm gì hết, không có tấn công cũng như là không có rượt đuổi, rồi cũng không có gây hại gì tới ông chú đó hết. Chỉ ông chú đó tự sợ hãi rồi về là bệnh hoạn thôi. Giờ để lên trong đặt lễ rồi xem cái mình cúng kiến, xem cái là cái tình hình đó sao đây. Hôm nay mình có duyên được gặp hai cái vị này không? Đây mình cũng cúng bánh nhiều xíu. Tại ở đây thì mình biết được có cái hai cái hiện tượng nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đất Đai Thiên Trạch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cục Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng có ý nguyện muốn được trợ duyên cho các vị vong linh đang trú ngụ trên cục thổ của các ngài các ông. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ đó. Nếu hiện tại có vị vong linh nào đang trú ngụ ở tại cục thổ này thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho họ ra đây để nhận hưởng những cái phần lễ mà ngày hôm nay con mang tới đây để giúp cho họ được no lòng ấm dạ hơn. Và sau đó con xin phép các ngài các ông để đưa cho họ đi về chùa để họ tu hành giải bỏ nghiệp quán nhiều đời những kiếp họ đã gây ra để giúp cho họ đi đầu thai chuyển kiếp trở thành một cái kiếp người. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ê, tao thấy cái gì mày? Có đồ ăn kìa. Đồ ăn hả? Ê, Maya,
mày chào xấu xí. Mày coi coi, có đồ ăn kìa mày. Ủa tao thấy có nhang đốt hàng gì, tao nghe mùi rõ ràng. Tao mới đi lại đây nè. Đúng rồi. Rồi. Quán gì mày? Mày đi làm mày lấy cho tao ăn coi. Trời ơi. Quá trời nhiều đồ ăn luôn mày ơi, có cơm rồi bánh trái rồi nè. Có nhang nữa. Nhiều dữ hả? Ngon dữ mày. Ừ. Mày đi vô đây đại cái, mày vô đây mày ăn đại đi. Từ từ. Sao mày lật bật mày lấp tấp quá vậy? Ôi ôi, hôm nay có gì đâu ăn. Xin ăn mà có đâu ăn, bởi vì nay có ăn ngon quá. Phan phan mày. Cái gì nữa? Mà cái này của ai? Mày hỏi tao sao tao biết? Tao cũng giống như mù đi đi mà hỏi tao sao tao biết. Biết ai vậy cái cúng kiến như đây. Coi cái ăn được không đó nha. Hấp tấp đi à. Mà tao thấy đồ ăn nhiều quá mày ơi. Mà đồ ăn nhiều vậy chắc thôi, không sao đâu. Ăn đại đi, hôm nay tao mày có gì tao đút vô miệng đâu. Mày ăn đi. Ăn, để tao coi cái. Để tao hưởng cái mùi hơi xì nhẹ đó kìa. Lạnh quá mày ơi. Ở đây biết bao nhiêu năm rồi. Thì mày vô sát đại đi, mày ăn đại đi. Tao đổi quá, tao quất cơm trước. Từ từ mày. Mình ăn mình cũng phải nhìn xung quanh cái. Cái này của ai rồi? Tao đặt ở đây tao có ý đồ gì hay không hả? Cái gì bự của mày hấp dẫn quá mày. Thì mày ăn đi mày biết cái gì. Công trình tao với mày xuất hiện ra xin đồ ăn của người ta mà có ai đâu mà cúng kiến gì cho ăn đâu. Bây giờ đói quá đói luôn. Này sao tự nhiên ở đâu mùa dân mà có một cái mầm lễ gì đầy đủ gì. Đúng rồi. Mà sao không thấy ai hết trơn vậy mày? Tao cũng có biết đâu. Mà có khi nào cúng cho tao ai không mà tao mày vô ăn gì không vì không biết có đắc lễ gì với ai không á. Thì đó, nãy giờ tao sợ sợ là vậy đó. Mày ăn đại đi, mày đói rồi mà. Ủa đất. Thì nó quá ngồi lỡ có ai đó xuất hiện thì mày nhớ mày chạy lẹ lẹ nha không? Ừ. Mày ăn nhìn xung quanh mày để ý vậy đó. Nó cắm đầu mày ăn tới tấp chứ gì. Chưa lâu lắm mày mới được ăn bữa ngon lành đầy đủ như vậy thì phải ăn lẹ chứ sao? Ngon quá mày. Ngon thì mày ăn đi.
Tao cho mày uống nước nhiều lắm mà vô mày còn khát nước nữa hả? Cái nước này nó ngon lắm mày ơi. Khá lắm. Phải không? Ngọt, nó thơm nữa. Ăn mày coi mày để ý á. Thôi ráng ăn đi vậy. Dù gì rồi cái mầm thể này thì cũng có biết cô ai đâu mà giờ lỡ ăn rồi thì ăn luôn chứ sao giờ. Có thật mới giật được đạo. Ăn đi. Người ta kêu mày ăn mà nhìn xung quanh có ai xuất hiện thì mình giọt. Tao cũng canh chừng nè. Mà mày cũng ngộ ha. Cái gì nữa? Tao thả cho mày đi rồi mày cũng đi. Cứ lẻo đẻo theo tao hoài. Hên là tao phiền được mày đó. Rồi tao mày biết là thân rồi mới thành bạn bè đó. Chứ không là mà dễ gì. Mà cũng đúng nha. Từ lúc tao gặp mày, mày nói cái tao suy nghĩ những câu nói của mày cũng chí lý đó chứ. Chứ gì nữa, tao phiền mày muốn gãi lưỡi luôn mày mới chịu nghe lời. Mày cứng đầu cứng cổ á, cái thứ ma da của mày cứng đầu cứng cổ á, khó dạy quá. Đời của tao là con tánh nó vậy đó. Ăn cơm đại cho nó đi. Ăn với tao nãy giờ tao cũng ăn 2 lần rồi đó. Mày ăn cơm không? Tao lấy cho mày ăn. Thôi, tao không ăn đâu. Tao ăn bánh với trái cây được rồi. Gì hả? Gì đỡ tốn, để cơm tao ăn hết luôn. Tao tưởng là mày ăn rồi tao chừa cho mày ăn nữa. Mày ăn hết đi. Mày không ăn thì giờ tao xử hết luôn. Lâu lâu cũng được bữa cơm ăn. Ráng ăn, ăn hết luôn mới được. Thank you.
no chưa? Tao mới ăn được con miếng à, chưa no mẹ, để tao gán ăn cho no mẹ ơi. Nghĩ mày nghĩ sao nguyên cái gạo cơm của người ta mày múc hết thì giờ mày nói mày ăn miếng. Để tao gán dồn tao ăn cho hết luôn, bỏ ủ. Mẹ ăn no chưa? No rồi, nãy giờ tao dùng quá nhiều luôn. Lâu lâu mới được một bữa ăn rồi. Ê dạ. Thử đi, ăn đi. Hả? Ở đâu ra hả? Hả? Tao có biết đâu. Vô đây ăn đi, tôi cái này tôi cúng cho hai ông nè. Thiệt không? Thiệt. Bữa sao biết là tụi tao ở đây mà tới đây mà cúng. Trời ơi, có biết đâu cúng đại á. Xích vô đây nói chuyện chút xíu ơi. Có gì để nói mày? Có sao không có, thiếu gì chuyện nói. Thích vô đây coi. Hết hồn. Ừ, Ma Gia hay Dông Linh vậy? Nó Ma Gia. Rồi con không? Tao là Dông Linh. Ủa rồi con Ma Gia với con Dông Linh sao đi chung vậy? Hay vậy? Thôi rồi, sao không hay? Vậy mới hay chứ mày. Rồi đi xích vô đây coi, nói chuyện chơi xíu hay là gì, ăn đồ ăn của tôi rồi giờ sợ sạch gì nữa mà. Vô mày có úp sọt không? Nghĩ sao mà một mình tôi hai ông mà sao tôi úp sọt được? Vậy là mày cúng cho hàng tao ăn đó hả? Ừ. Trời ơi, tao tưởng đâu cúng cho ai không mà hàng tao đói quá thì vô ăn đại luôn á. Trời ơi. Biết có thất lễ với vị nào không nữa? Đâu có đâu, trời này tôi cúng ra dông nào có mặt ở đây thì ăn thôi chứ đâu có gì đâu. Ủa, hàng tao xuất hiện ra cúng cái ông dữ dịch đi. Ủa, xin ổng mà ổng làm gì ổng sợ ổng chạy quá trời. Chứ ông nghĩ sao người dương của người ta mà ông xuất hiện ra ông xin kiểu đó, ông là ma là quỷ mà Ma Gia thì Ma Gia với quỷ gì nữa mà sao người ta dám mà trò chuyện với mấy ông. Tao chỉ xin thôi chứ tao có hại ai đâu mà làm gì họ sợ tao dữ không biết. Thì biết rồi, biết là xin không có hại nhưng mà cái là loài người người ta là cái bản năng của người ta như vậy. Ủa ông sợ ông té xong luôn mày. Trời, ông không chết là hai ông là hên rồi đó. Tao tính ghi ổng rồi, thằng này nó phiên tao đừng ghi nè. Giống hồi là ổng tới còn chuyện với tao rồi. Đây. Mày quay đầu là bờ được rồi, mày kéo ổng xuống làm gì, mày nhận nước ổng chết hay gì, mày bắt hồn hay vậy? Bắt đầu bắt. Từ lúc gặp mày đó mày phiên căng tao mày kể cái sự tình là tao đã bỏ từ từ đó mày không thấy hả? Ủa vậy ra tính ra là Ma Gia này bắt quỷ này. Đừng quỷ này khuyên Ma Gia này là đừng bắt người nữa. Ừ. Nhiên nó mới nó thả là chính cái dòng kia ra đó. Chứ tao mà không khuyên ha là nó còn được bắt thêm nữa rồi. Ủa vậy là nó bắt hết chín dòng rồi, nó bắt tới ông nữa là 10 đó hả? Ừ. Rồi sao khuyên nó được hay vậy? Chỉ tôi coi. Trời ơi, tao dùng lời lẽ tao khuyên nó nói là đừng có bắt người kiểu vậy, đừng có bắt dòng vậy. Ừ. Tội dữ lắm, mang nghiệp nữa. Ừ. Nào mới là trả hết. Bây giờ thả họ ra đi để cho họ đi chuyển kiếp đi đầu thai đi. Chứ mà bắt giữ họ nhốt lâu cỡ vậy rồi á thì á họ quán họ hận dữ lắm. Càng ngày là mình cái nghiệp của mình á là càng nhiều, tích nhiều là không có được cái gì đâu. Khổ thêm nữa. Ờ. Vậy là khuyên muốn gãi lưỡi luôn nó mới nghe đó. Ờ vậy là khuyên thôi chứ không quánh đập vậy ha. Ừ. Rồi thí dụ như giờ quánh đập dễ gì nó chịu hả? Còn ông đâu quánh lại nó hả? Nó sao nó quánh lại tao? Ờ. Rồi, tao đó tao dùng lời lẽ tao ngon ngọt để tao phiền nó mới thả đó chứ. Rồi Ma Gia này. Mày dùng vũ lực. Ma Gia này là bắt 10 dông là tu luyện lên bờ đó hả? Tính tu luyện lên bờ hả? Đúng rồi, tổ tiên của tao đời đời kiếp kiếp á. Ừ. Nói là bắt dông càng nhiều dông thì càng tốt. Rồi từ từ nữa là mình sẽ được lên bờ. Ừ. Nhưng mà hôm bữa đó là tao mới bắt được nó là cái dòng thứ 10 á. Để xuống tao nhốt nó cái nó mới năn nỉ tao. Ừ. Tao hỏi nó đó là cái sự tình làm sao nó mất. Ừ. Cái nó kể cái tình trạng cái sự tình của nó mất đó cho tao nghe. Ừ. Cái nó khuyên can tao, nó nói ông á, ông buông bỏ đi ông ơi, chứ ông bắt mà ông giam cầm nhiều quá đó là tội anh càng thêm nặng nữa. Ừ. Biết bao giờ ông mới được lên bờ, mới được siêu thoát, mới được chuyển kiếp thành người. Ừ. Cái ông nghe lời tôi đi. Cái tôi mới nói với nó đó, tao bắt mày xuống đây là có mục đích của tao, mà bây giờ mày lợi lẽ hay gì?
Thực nó than thở, nó nói cái này là tôi nói thiệt với ông đó, ông tin tôi, ông nghe lời tôi đi. Ừ. Nó kể cái sự tình của nó lúc nó mất á. Ừ. Nghe tôi cũng khổ tâm quá mày ơi. Ờ, vậy là ông này hồi lúc mất khổ tâm dữ lắm hả? Vậy là ông bắt ổng là bắt cái linh hồn chứ đâu phải bắt được bắt cái xác ổng hả? Đúng rồi. Vậy là ông không có giết ổng? Tao đâu có giết nó đâu. Ờ, rồi ông này sao chết rồi linh hồn nằm dưới nước kỳ vậy? Bị hại hay gì? Tao bị người ta hại chết, đồng tao chết xong rồi hai người liệm tao luôn xuống sông luôn. Gì thế ghê vậy? Rồi sự tình sao kể tôi nghe được không? Đó là tao ở quê. Ừ. Rồi á, tình cờ mới có cái bà, cái người phụ nữ đó. Ừ. Ở, ăn mặc cũng đẹp lắm. Thì cũng như đi về quê tham quan mà. Ừ. Thì tao cứ tưởng là ở trên thành phố người ta về dưới quê thì người ta nghỉ mát thôi. Ừ. Rồi thấy tao hỏi thăm đồ này kia rồi mới biết là cái cô đó là Việt Kiều. Việt Kiều hả? Việt Kiều của nước nào? Việt Kiều Pháp. Việt Kiều Pháp hả? Ừ. Ồ, dữ vậy hả? Cũng nói là cổ Việt Kiều Pháp về nước nghỉ ngơi. Ừ. Với lại thăm quê hương Việt Nam. Ừ. Người tao thì tao tưởng thiệt đâu mà. Thì vợ chồng tao thì ở quê thì có cái gì thì ăn ở nấy, thì mình cũng biết là dân quê mà. Ừ. Còn có món gì là đãi khách món đó hả? Rồi cái viết nói chuyện rồi cái quen là cái từ đó trở đi thì cổ cứ tình hai tình cái cổ xuống một lần vậy đó. Ừ. Viết rồi cổ cũng nhận ba mẹ của tao làm ba mẹ nuôi luôn. Ờ, hồi đó quê của ông ở đâu? Ở quê tao ở cái Bè Tiền Giang á. À. Rồi á, cổ á thì cũng ngang tuổi với tao vậy nè. Ừ. Tao mới kêu là thôi mình ngang tuổi vậy mà mình tên với nhau đi, rồi kêu thằng cô với tôi đi. Ừ. Cổ thì cũng vậy đó. Rồi thì được một thời gian sau vậy đó. Ừ. Rồi cái viết rồi cái càng ngày càng thân thích vậy đó. Rồi cũ mà cổ mới rủ vợ chồng tao nè đi lên trên thành phố vậy đó. Ừ. Chơi cổ cũng dẫn đi tới quán này quán kia đồ ăn uống đồ mấy cái lẩu đồ mà đồ nướng đồ này kia vậy đó. Ừ. Rồi thì cổ cũng dẫn đi về nhà của cổ chơi nữa. Ừ. Biết rồi cái tình cảm càng sâu đậm vậy đó, rồi cũng như thân giống như người trong nhà vậy đó. Ừ. Mà có ngờ đâu mẹ ơi, là cổ á là cái bữa đó là không biết cổ làm ăn cái gì á. Ừ. Rồi cổ mới nói là bây giờ tôi thiếu mấy trăm triệu để làm ăn kinh doanh. Ờ. Thì bây giờ ông có không, ông cho tôi mượn đi. Ừ. Rồi tôi hứa là tôi sẽ trả lời lãi đồ cho ông. Ừ. Đầy đủ luôn, tôi không có giật đâu. Nói rồi cổ nói nó là ông cũng biết rồi, tôi nhận ba mẹ của ông rồi, làm ba mẹ nuôi cũng như ba mẹ ruột của tôi vậy. Ừ. Tôi dễ gì mà tôi nỡ lần nào tôi giật tiền của ông hay sao, tại giờ tôi xa cơ thất thế, tôi thiếu vốn. Rồi cái ông cho tôi mượn đi, rồi bảo đảm chừng tháng sau là tôi sẽ trả đầy đủ cho ông luôn. Ừ. Lời tiền lãi đồ không thiếu một xu nữa. Ừ. Chứ tôi với ông cũng thân giống như anh em rồi, còn gì nữa. Giờ tôi thì kẹt quá thì ông ráng giúp giùm tôi đi. Ừ. Thì ông ráng giúp cho tôi cái vố này đi, rồi tôi không có quên ơn ông đâu. Tao thì tao tưởng thiệt, rồi tao mới về tao gom hết tài sản của tao, rồi á cũng được là 400 triệu. Ừ. Rồi tao mới đưa cho cổ mượn. Cổ
mới xuống nhà tao nè, rồi tao mới đưa cho cổ. Rồi cổ mới đi về trển, rồi cổ làm ăn gì đó. Mà sao mà tao thấy đâu cỡ 10 ngày vậy đó, cổ không có xuống thăm ba mẹ tao. Tại vì ba mẹ tao cũng bệnh đó, cũng cho cổ hay, mà cổ đâu có xuống đâu. Rồi tới kỳ hạn là 1 tháng mày. Là cổ không ư hử gì luôn, không có gọi điện gì luôn. Tao thì tao gọi điện định tao nhắc cổ đó. Nhưng mà không bắt máy luôn, không bắt máy luôn. Điện biết bao nhiêu cuốc rồi đấy, còn là thê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách hãy tới nhà tìm. Trời ơi, tao điện đâu cả trăm cuốc gì đó, có liên lạc gì được đâu, còn là để thê bao không à. Rồi cái tao mới suy nghĩ là ủa quái lạ ta, cái cô này cũng làm gì mà không lẽ là cái điện thoại bị rớt người ta lấy, người ta phân chia ta phá cái bẻ cái sim người ta giục hay sao. Rồi á, vợ chồng tao mới khăn gối đi lên trên thành phố kiếm cổ. Mà đi lên ngay chỗ cái nhà của cổ lúc trước vẫn hay vợ chồng tao lên đó chơi đó. Rồi á, mới biết là cái nhà đó là nhà cổ thuê chứ không phải là nhà cổ đâu. Vậy là rút cuộc đó là bị lừa. Đúng vậy. Vậy là cái người đó có phải có đúng với Việt Kiều không? Thì để tôi kể đi, là một hồi là mày biết ha. Rồi á, tụi tao á, hai vợ chồng tao á mới đi lại cái chỗ nhà hàng đồ đó đó, rồi mới hỏi thăm đồ này kia á. Rồi chủ nhà hàng người ta nói á, trời ơi cái bà bà đó đó là có phải là quen biết là gì ở đây đâu. Trời ơi khách vãng lai ăn chứ ăn cái cổ mà cổ hay lắm nha, bà đó bà hay lắm, toàn là dẫn đại gia lại ăn không à, là người ta trả tiền cho bà đó chứ bà có đồng bạc nào đâu trả. Rồi vậy mà lúc trước là bà nói là ở cái nhà hàng này nè là quen biết cái dòng họ ruột với cổ. Mà có đâu, cả đời tao mới bị lừa vô vậy đó. Rồi á, hai vợ chồng tao cũng lùng sục kiếm bà kiếm cổ đó. Nhưng mà có gặp được đâu. Rồi á, tiền ở trong túi thì cũng còn được ít nè, chỉ đủ để đi tiền xe về thôi. Mà vô tình là cái bữa đó tao gặp được cổ. Rồi có đòi tiền được không? Cổ dắt cái người đàn ông đi vô cái quán ăn á. Rồi tao mới thấy, tao mới chạy lên tao kêu, tao nói ủa sao mà bữa cô mượn tiền tôi đó làm sao mà tới nay 1 tháng mấy rồi mà sao cô không gửi tiền lại cho tôi vậy, để tiền về tôi làm này làm kia đâu chứ. Ý tôi gom biết nhiều tài sản của tôi rồi, bây giờ tôi cho cô mượn mà giờ sao cô không trả. Hồi bữa cô nói ngon lành ngọt lắm mà trả là cả vốn lẫn lãi cho tôi mà giờ sao tôi không thấy ư hử gì hết trơn vậy. Rồi á, cổ mới nói là thì từ từ đi rồi tôi trả cho, chứ tôi có giật ông mà ông sợ. Rồi á, nói thôi cô á, cô lắm mua nhiều kế lắm. Cô á, cô nói là cái nhà của cô ở là nhà của cô, nhưng mà tôi tới đó tôi hỏi người ta là người ta nói là nhà cô chỉ thuê thôi, chứ cô có cái tiền đâu mà cô mua nổi cái nhà đó. Rồi á, tôi lợi cái nhà hàng cũng vậy, là người ta nói là cô là cô dắt dẫn ai lại đây không ăn không à, rồi á, để cho người ta trả tiền cho cô nữa, chứ cô có tiền bạc gì đâu. Rồi á, không ngờ tôi bị cô lừa vố quá đau. Tôi không biết làm sao mà cô phải là chạy chọt tiền được đưa trả cho hai vợ chồng tôi, để hai vợ chồng tôi về dưới quê đó, là làm này làm kia đâu. Chứ mấy trăm triệu của tôi đó, lớn lắm chứ bộ, tôi góp biết nhiều đó mới được nhiều đó đó. Mà vợ tôi đưa cho cô đó, rồi cô làm cái gì hết trơn rồi bây giờ cô trả cho tôi, còn không đó là tôi đi thưa công an đó. Để cho tao bắt cô trả cho tôi.
rồi á cổ mới xuống nước mới năn nỉ. Rồi cái thằng mà đi theo cổ là cái thằng đó là cũng mới quen với cổ đó, cũng năn nỉ nữa. À. Nói là để người yêu của tôi chạy chọt rồi gửi lại tiền cho anh chị. Chứ người yêu tôi không có giật đâu mà sợ. À. Rồi cổ mới hẹn tao á là 3 ngày nữa. Là cổ mới trả. À. 3 ngày sau cổ hẹn tao đi lên trển lấy. Tao nghe tiền vậy tao cũng ham nữa, tại vì tiền tao bỏ ra mấy trăm triệu mà. À. Tao mới đi lên lấy, mà con vợ tao thì nó mất công chuyện rồi, nó đâu có đi đâu. À. Nó ở nhà chỉ có mình tao đi à. À. Tao đi lên trển rồi cổ mới hẹn tao đi ra cái cây cầu đó đó. À. Tao đi tới cái cầu đó đó, rồi tao thấy cổ với lại là cái người yêu mà hồi bữa là tao gặp ở trong cái quán ăn đó. Ừ. Rồi tao thấy cổ cầm cái bọc đen cũng bự lắm. Ừ. Tao nói là chuyến này có tiền về quê hai chồng mở cái tiệm buôn bán gì cũng được nữa. Ừ. Tao mừng thầm trong bụng rồi mà. Mà không ngờ tới chỗ rồi á, cổ mới nói là hồi bữa tôi mượn ông 400 triệu phải không? Rồi bây giờ á, tôi gửi cho ông nè. Rồi coi như là tôi với ông là không có nợ nần gì nhau nha. Ừ. Mới cổ mới đưa cái bọc đen cho tao. Tao thấy cái cũng nặng nặng ở trong á. Rồi tao mới ngồi xuống cái cầu đó. Ừ. Tao mở cái bọc đen ra. Mà tao mở ra là mày biết cái gì ở trong không? Cái gì? Đá ở trong á. Ừ. Chứ có tiền đâu. Rồi tao mới quay qua tao nói là ủa sao tôi cho cô mượn tiền mà bây giờ cô trả đá cho tôi làm sao? Cô lừa đảo hay gì? Rồi á, cổ mới nói là tiền hả? Đợi chút đi, tôi đưa nè. Rồi á, cổ mới rút cái con dao bóng lưỡng à. Cổ mới lụi tao luôn. Ừ. Lụi tao 6 nhát luôn. Ừ. Đâm vô lưng với lại đâm vô hai cái bè sườn non tao vậy nè. Ừ. Rồi á, tao chịu đâu có nổi mà gặp con dao nó bén dữ lắm rồi, nó nhọn nữa. Ừ. Là tao chỉ biết ôm hai cái bụng tao lại mà để cho máu nó không ra thôi. Ừ. Rồi á, tao chịu đâu có nổi đâu, có cái nhát cuối cùng là ngay tim tao luôn. Ừ. Là tao gục xuống tao chết luôn. Ừ. Rồi á, hai người á, mà mày biết làm gì không? Làm gì? Khiêng tao quăng luôn xuống dưới cái cầu đó đó. Ờ. Cho nên là nó chết dưới nước mà. Cái hồn phách của tao nó cứ ở dưới nước lẫn quẩn. Tao đi theo cái con sông này, con sông kia đó. Ừ. Rồi sau cái bữa đó là tôi đi tôi mới gặp cái con ma xấu xí, mà da xấu xí này nè. Rồi nó mới bắt tao. Ờ. Rồi hiện giờ là những cái dòng, còn chính cái dòng kia là nhốt đâu rồi mà ra? Lúc đầu thì tao giam cầm, tao nhốt. Ừ. Nhưng mà từ lúc tao gặp nó nè, nó phiên căng tao, nó phiên tao bỏ đi đó. Ừ. Nó kể cái sự tình người tao nghe vậy. Lời của nó rồi tao cũng thả chính cái dòng kia đi luôn. Vậy là thả chính cái dòng kia đi luôn rồi hả? Đúng rồi, tao nghe nó kể tao thấy cũng tội lỗi quá. Ừ. Tao giam cầm cái dòng nó, tao thả cho nó đi hết rồi. Còn nó nè, tao cũng thả, tao kêu nó đi luôn. Nhưng mà nó không có chịu đi. Sao vậy? Nó cứ lẻo đẻo, nó lội ở sau lưng tao hoài à. Ủa rồi làm gì kỳ, sao tao thả đi, không chịu đi đúng rồi. Tao đi giờ thì tao cũng lẩn quẩn theo cái con sông này thôi chứ đâu có ai bầu bạn với tao đâu. Ừ. Sao á, tao mới đi theo nó rồi biết rồi từ từ tao với nó là một ma một trong cái thành bạn luôn. Ừ. Có đồ ăn như nãy giờ tụi tao cũng chia sớt nhau vậy đó, rồi giờ hai người tao thân nhau luôn. Ừ, độc ha. Một con ma da chứ một con quỷ chơi với nhau luôn hả, độc à? Đúng rồi, mà từ lúc mà nó đi với tao á, là tao với nó chỉ đi kiếm đồ ăn không à. Ừ.
chứ không có lôi phá hay là bắt ai nữa trơn á. Lãng vãng trên những con sông này nè, lội đầu này đầu kia để tìm đồ ăn, chứ không có phá phách nữa, chứ không có chọc ghẹo người dương phải không? Đúng rồi, tự nhiên nó là tao không có chọc ghẹo ai nữa hết trơn á. Rồi cái dòng quỷ nè, hồi trước đó là ông mà hồi lúc mất đó là ông bao nhiêu tuổi? Lúc mất đó tao 39 tuổi. Rồi lúc đó vợ con của ông là con ông được mấy đứa rồi? Tao có đứa con gái hả. Rồi ông tên gì? Tao tên là Nhường. Rồi từ cái lúc mà ông bị hại tới nay là bao nhiêu năm rồi? Từ lúc bị hại tới nay là 12 năm rồi đó. 12 năm tính là 12 năm trước mà 400 triệu là cả một vấn đề đó, chứ phải giỡn đâu. Đúng rồi. Tôi gom hết tài sản của tao rồi tao bán luôn cái miếng đất nữa. Cho nên mới được cái số tiền vậy đó. Rồi từ lúc mà mất tới nay là mất chết dưới sông vậy là vợ con gì đâu có biết được mà gọi hồn lên hả? Đúng rồi, đau khổ nó khóc than không chứ nó đâu có nhớ gì tới cái chuyện mà gọi hồn về đâu, cho nên là tao cái hồn tao cứ dấp dưỡng dưới sông này không à. Rồi cái bà Việt Kiều Dởm với ông gì đó ông bạn của Việt Kiều Dởm đó rồi sao? Rồi bị bắt chưa? Ồ, bị đền tội rồi. Rồi nói chung bây giờ như vậy nè ha, trước tiên á là tôi có cái lời khen đến cái ông là ông đã tuy rằng ông là một dòng quỷ nhưng mà ông cũng đã là một việc rất là tốt, là ông cũng đã khuyên răn được cái con ma da này cho nó buông bỏ, không có bắt người, không hại người, cũng như là nó thả những cái vong hồn, những cái vong linh đang dắt dưỡng đó, đang bị nó nhớ giam cầm đó, thả ra không có giam cầm người ta nữa. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề hiện tại ở đây, tuy rằng là con ma da này nó không còn cái kiểu hung hăng cũng như không còn cái sự tàn ác nữa, nhưng mà bây giờ chẳng lẽ bây giờ á là tụi ông cứ làm bạn với nhau rồi rong ruổi trên những con sông này rài đây mây đó, rồi cứ đi tới đầu này xin đồ ăn, đi tới đầu kia xin đồ ăn. Tuy rằng á là các ông chỉ xin đồ ăn thôi chứ các ông không có làm hại người ta, nhưng mà như ông thấy đó, như các ông chủ chưa giữ dịch bữa đó, mấy ông chỉ có hiện ra để mà mấy ông là xin đồ ăn thôi đó, nhưng mà ông thấy đó khiến cho các ông đó là té xuống sông rồi chạy bán sống bán chết về nhà bệnh được tháng mấy trời mới hết đó. Chưa kể nếu mà lỡ mà hai ông hiện ra xin đồ ăn như vậy á, gặp những người ta nhẹ bón vía, người ta yếu bón vía là người ta chết luôn, là mấy ông mệt đó, là mấy ông mang là thêm cái tội cái nghiệp. Tại tụi tao đói quá cho nên là tụi tao mới liều vậy thôi. Tụi tao có ác ý gì đâu, có hại ai đâu. Rồi bây giờ vậy nói, bây giờ cái đó là cái đầu tiên, và cái thứ hai nữa là bây giờ nếu đói quá đói rồi phải không, bây giờ tôi có cách để giúp cho mấy ông là hàng ngày đều có đồ ăn đồ uống, không cần phải chịu cảnh đói khát lạnh lẽo nữa. Cách gì chứ? Bây giờ có muốn để tôi giúp không thì tôi mới nói. Nhưng mà giúp làm sao chứ, có biết đâu, nói đi mới biết được chứ. Thì bây giờ là nếu mà đồng ý theo để cho tôi giúp thì tôi sẽ đưa cho hai ông một vong quỷ và một cái con ma da đi về chùa để tu hành. Về đó thì có các sư các thầy hàng ngày người ta cúng cơm nước, rồi á là về đó được tu hành nữa, học Phật học pháp đó, rồi để mà tu dưỡng cái tâm đức tích phước đức. Khi nào đủ phước đức rồi, bề trên soi xét á, đủ phước đức rồi thì sẽ cho các ông đi đầu thai chuyển kiếp trở thành một kiếp người. Như cái loài ma da nó bắt người để mà tu luyện trở thành hình người, đó là một cái sự là tàn bạo, tàn ác, nhẫn tâm. Bây giờ mình có cái cách để mình rèn luyện, để mình tu luyện, để mình thành người, không cần phải giết người, không cần phải bắt vong nó, thì vậy là rất là thoải mái, rất là khỏe luôn. Nó còn vong như vong quỷ như ông á, thì bây giờ về đó tu tập tích đức của mình, tu dưỡng cái đạo đức, tu dưỡng cái tâm đức của mình để đầu thai chuyển kiếp, không cần phải là chịu cái cảnh mà lạnh lẽo đó khác ở dưới những con sông như thế này nữa. Làm sao nghe sao thấy được, phải rồi đó, đúng rồi đó. Rồi mày da xấu xí, mày thấy sao? Tao nghe nó nói nữa giờ tao mừng lắm mày ơi. Ừ đúng rồi, tao với mày nên đi mày ơi.
Tao rất dữ, mày bắt tao rồi hổm nay bao nhiêu năm rồi tao làm bạn với mày rồi giờ tao với mày cứ ở dưới đây đối khác quá à. Bây giờ tao với mày đi như vậy, có cơ hội là nên đi đi, trả lại cái dòng sông này cho người Dương người ta sinh sống đi. Được rồi, thì mày đi thì tao cũng đi theo mày luôn. Từ lúc tao gặp mày đó, thì xong tao thả mày mà mày cứ lẻo đẻo theo tao hoài. Dù gì giờ tao với mày cũng là đôi bạn thân rồi, thì có đi thì mình cùng đi. Ừ, bây giờ để tao nói với cái ông này chịu ổng giúp giùm cho hai đứa mình đi. Còn bây giờ hai tôi chịu đi rồi đó, hai kêu tôi chịu bỏ cái con sông này lại cho người dân người ta sinh sống á. Bây giờ ông gắng giúp cho hai tụi tôi đi đi. Ừ. Chứ hai tụi tôi ở đây, ở cái con sông này với lại cái con sông bự ngoài kia, hai tụi tôi đối khác dữ lắm, xuất hiện ra xin đồ ăn mà người ta không có cho. Nên là nay được nghe là ông chỉ dạy có cái gì, cái hướng đi đó đó, cho nên về đó ha, được tu rồi để mà có ăn uống rồi kia, để mà tôi với nó được chuyển tiếp đồ nữa. Ừ. Chứ ở đây hoài rồi cũng có được lợi ích gì đâu. Ừ. Khổ thêm nữa. Rồi vậy thì bây giờ đồng ý đi phải không? Ừ, hai tôi đồng ý đi đó. Ừ, đồng ý đi rồi thì bây giờ tôi sẽ giúp cho đi về chùa để mà tu hành đó. Về đó ráng tu hành đi, ráng tu tâm tích đức đi, để mình sớm đi đầu thai chuyển kiếp. Bây giờ trước khi đi á thì hai ông hãy chắp tay lên đi. Phải không biết phải ông đúng là ma gia này giống đực giống cái này. Tao giống đực. Ừ, biết chắp tay không? Chắp tay theo ông quỷ kìa. Tao gì nè. Biết từ lúc tao đi theo thằng này nó cũng chỉ tao biết nhiều điều lắm. Ừ. Rồi bây giờ là khi mà chắp tay vậy là phải niệm giúp tôi là 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật. Hiện thì niệm cho thật thành tâm vô để mà cho bề trên soi xét thấy được cái lòng thành của các ông đó. Rồi đó là sẽ thể giúp đỡ cho các ông nhiều vào. Rồi tao biết rồi, tao sẽ làm theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, thì kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, ngày hôm nay khi mà Lê Trung đến ngay cái đoạn sông này để tìm hiểu về cái hiện tượng tâm linh mà quý ông bà, cô chú, anh chị ở khu vực này kể, cũng như là qua cái lời kể của ông chú mà chính ông ấy đã bị cái hiện tượng tâm linh này tác động tới đó cả nhà. Nói chung tác động ở đây là chỉ hai cái dòng ma gia và cái dòng quỷ này xuất hiện ra để sinh ăn thôi. Chứ hai cái hiện tượng này, dòng linh với cái dòng quỷ này, ma gia này thì người ta cũng không có xuất hiện ra để tấn công gì hết. Nó chỉ hiện ra để mà sinh ăn thôi. Nhưng mà do cái bản năng của người Dương mình á, khi mà nói á thì nói rất là nhiều, nói rất là dữ. Ta đây không khi sợ trời, không sợ đất, không sợ ma, không sợ quỷ. Nhưng mà khi gặp rồi á là hai cái giò cứ thiếu điều là kiểu như là gài số sẵn vậy đó. Khi mà gặp là bắt đầu là rồ ga là giọt thôi đó. Rồi những người đó là những người còn chạy được, còn những người mà khi mà gặp những cái hiện tượng tâm linh á thì vẫn có những người là xỉu tại chỗ, rồi thậm chí có những người là bị kiểu như là đầu óc bị quảng rồi loạn thần loạn trí nữa đó. Nói chung á thì cái người Dương mình là vậy đó. Khi mà chưa biết được cái vấn đề, chưa hiểu rõ được cái vấn đề nó như thế nào và chưa có va chạm được với cái hiện tượng cái vấn đề đó thì miệng thì cứ bu lô bu la, miệng thì cứ cho rằng ta đây là trên hết, ta không sợ trời không sợ đất. Nhưng khi mà gặp chuyện rồi á thì là chỉ có là một cái cách giải quyết duy nhất, đó là quỳ lại thôi. Thường đa số là như vậy. Rồi thì cái video ngày hôm nay thì khi mà Lê Trung đến ngay cái vị trí này thì Lê Trung cũng đã tìm hiểu được cái hiện tượng tâm linh như vậy, thì Lê Trung cũng xin phép chia sẻ lên cho quý ông bà của chú anh chị mình xem. Và một cái điều đặc biệt nhất là từ hồi lúc mà Lê Trung đi giúp đỡ cho các phong linh tới bây giờ và đi thu phục rất là nhiều những con ma gia, nhưng mà ngày hôm nay rất là đặc biệt luôn, một cái dòng quỷ lại chơi chung với một cái dòng ma gia. Và thường thì cái con ma gia thì là khi mà gặp vong đó, hay là gặp người ta đều nó rất là mê, nó rút liền. Nhưng mà chuyến này thì sao mà sau khi mà nhốt cái vong ma gia này xuống thì lại làm bạn luôn, cái kiểu như là ông bà thường hay nói hồi xưa gì không đánh không quen nhau, không đánh không quen biết gì đó. Nó giống giống như vậy. Rồi cũng
rất là hoan hỷ, rất là vui khi mà một cái vong linh lại có thể độ hóa được một cái con ma da, nó giúp cho nó buông bỏ được cái tư tưởng điên rồ của nó là bắt người để mà trở thành người đó cả nhà. Rồi thì cái video đến đây thì Lê Trung xin phép khép lại luôn cả nhà. Thì một lần nữa Lê Trung xin phép kính chúc cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị, những người đang yêu thương, những người đang theo dõi và những người đang đồng hành cùng với Lê Trung trong suốt cái thời gian qua có thật nhiều sức khỏe và bình an, đặc biệt là có thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha cả nhà. Và Lê Trung xin kính chào và xin phép hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.